Bắc Giang nghi án chồng dùng dao tấn công vợ và mẹ vợ rồi cố thủ trên nóc nhà. Phó Tổng Giám đốc Công ty Phúc Sơn mới học hết lớp 4 Một bảo vệ bệnh viện tử vong khi ngăn cản bệnh nhân làm điều dại dột Hai ngôi nhà ở Hà Nội cháy ngùn ngụt, ngụt, khói bốc cao hàng chục mét tài xế có nồng độ cồn kịch khùng lái xe máy vào cao tốc Vĩnh Hảo. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh youtube của báo điện tử VOV. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình, còn bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, do mâu thuẫn chuyện gia đình, một đối tượng đã dùng hung khí tấn công khiến vợ và mẹ vợ trọng thường rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Đang nói, khi bị phát hiện, đối tượng này đã ngoan cố, cố thủ trên lốc một nhà nghỉ ở Bắc Giang. Theo đó vào khoảng 23 giờ 15 phút ngày 1 tháng 3 năm 2024, do mâu thuẫn gia đình, đối tượng Nguyễn Văn Tích, sinh năm 1973, ở thôn Quế Sơn, xã Thái Sơn, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang, đã dùng dao sát hại vợ là chị NTH, sinh năm 1973 và mẹ vợ là bà DTD, sinh năm 1949. Hậu quả, bà D bị thương ở vùng bụng, chị H bị thương ở vùng mặt, tay và bụng. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Tích cầm theo dao nhọn bỏ trốn bằng xe mô tô. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hiệp Hòa đã ra quyết định truy tìm Nguyễn Văn Tích. Quá trình bỏ trốn, Tích đã vào một nhà nghỉ ở thôn Ngọc Thành 2, xã Ngọc Sơn, huyện Hiệp Hòa ẩn náu. Khi bị người dân phát hiện, đối tượng đã leo lên nóc nhà nghỉ này. Lực lượng công an đã vận động thuyết phục nhiều giờ nhưng đối tượng không hợp tác. Đến khoảng 18 giờ 30 phút ngày 2 tháng 3, Nguyễn Văn Tích đã nhảy xuống đất, bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu. Hiện Công an huyện Hiệp Hòa đang tiếp tục điều tra vụ việc. Trả lời cho những câu hỏi được báo chí đặt ra trong buổi họp báo chính phủ thường kỳ diễn ra vào ngày 2 tháng 3 liên quan đến những sai phạm tại công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn. Trung tướng Tôn Sô, người phát ngôn của Bộ Công an cho biết công ty Phúc Sơn chỉ có quy mô cấp huyện nhưng vươn mình rất nhanh, trúng nhiều dự án lớn, trốn thuế, gây thiệt hại 640 tỷ đồng và nợ thuế đến hàng nghìn tỷ đồng. Theo đó, Trung tướng Tôn Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, hoạt động từ năm 2004 với quy mô vừa ở tầm cấp huyện trong lĩnh vực xây lắp. Từ năm 2015, công ty này vươn mình rất mạnh mẽ, nhận nhiều công trình từ Bắc đến Nam. Đến nay, công ty đã có 21 dự án với tổng mức đầu tư trên 40.000 tỷ đồng. Ông cho biết, cơ quan điều tra bước đầu mới xem xét hai dự án ở Vĩnh Phúc đã phát hiện công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn bỏ ngoài sổ sách, không kê khai tài chính, trốn thuế, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước trên 640 tỷ đồng. Công ty này cũng nợ hàng chục nghìn tỷ đồng tiền thuế. Ngoài ra, theo ông Sở, so, doanh nghiệp này còn có nhiều dự án bất động sản chưa đủ điều kiện để bán, chưa đủ điều kiện để đưa vào thị trường nhưng đã bán thu tiền, không giao đất cho nhà đầu tư. Việc này gây thiệt hại hàng chục nghìn tỷ đồng. Qua vụ việc này, người phát ngôn Bộ Công an nhận định có trách nhiệm của nhà quản lý là không kiểm soát hoạt động kê khai tài chính của công ty Phúc Sơn. Theo Trung tướng Tôn Sô, công ty này đang thiếu sự kiểm tra giám sát của cơ quan chuyên môn. Công ty không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế nhưng vẫn được hoạt động. Ông còn cho rằng cơ quan quản lý không nắm được năng lực thực tế của doanh nghiệp. Theo ông Sô, năng lực, mức độ của công ty rất vừa phải nhưng trúng thầu hàng nghìn tỷ đồng trong khi nhiều công ty hùng mạnh cũng không nhận được những dự án lớn như thế. Trung tướng Tôn Sô thông tin thêm, theo cơ quan điều tra, Phó Tổng Giám đốc của công ty Phúc Sơn mới học xong lớp 4. Ông cho rằng, nghèo vượt khó làm giàu thì hoan nghênh, nhưng không được làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, nhà nước. Ông Sô cũng cho biết, cơ quan điều tra đang tập trung làm rõ, mở rộng điều tra để xử lý đúng người đúng tội và thu hồi tài sản. Thông tin từ Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Bắc Cạn cho biết, một bảo vệ của bệnh viện vừa không may ngã từ tầng 7 xuống tầng 3 dẫn đến tử vong khi đang cố gắng ngăn cản một bệnh nhân trầm cảm làm điều dại dột. Theo thông tin ban đầu từ Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Bắc Cạn, bệnh nhân PVM, trú tại số 11C, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Cạn, nhập viện ngày 1 tháng 3 tại khoa thần kinh, trần đoán ban đầu bị trầm cảm. Hồi 7 giờ 30 phút ngày 2 tháng 3, Ông Nguyễn Đình Viện là bác sĩ trưởng khoa tâm thần kinh, thực hiện thăm khám bệnh nhân, phát hiện bệnh nhân không có mặt tại phòng điều trị, đã báo cho bảo vệ bệnh viện tìm kiếm. Đến khoảng 10 giờ 20 phút, đơn vị phát hiện bệnh nhân PMV ở ban công ngoài tầng 7, nhà B. Sau đó ông LVP, bảo vệ, thực hiện các biện pháp bảo vệ an toàn cho bệnh nhân. Khoảng 10 giờ 40 phút, ông P không may bị ngã từ lan can tầng 7, nhà B xuống tầng 3 và tử vong trong khi đó, đến 12 giờ cùng ngày, lực lượng cứu hộ cứu nạn tỉnh Bắc Cạn, bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Cạn phối hợp với người nhà bệnh nhân khuyên nhủ dùng các biện pháp cứu hộ để đưa bệnh nhân PVM vào khu vực an toàn. Tuy nhiên, đến khoảng 15 giờ, bệnh nhân PVM rơi từ tầng 7 xuống sân bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Cạn. Điểm rơi nằm ngoài phao hơi cứu hộ. Ngay lập tức, bệnh nhân PVM được chuyển đến phòng cấp cứu bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Cạn trong tình trạng tiên lượng xấu và tử vong sau đó. Chiều ngày 2 tháng 3 vừa qua, hai căn nhà ở phường Phú Lương, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội bất ngờ xảy ra cháy lớn. Theo người dân có mặt tại hiện trường cho biết, cột khói từ vụ cháy bốc cao hàng chục mét. May mắn vụ cháy không thiệt hại về người. Theo đó khoảng 15 giờ ngày 2 tháng 3, tại ngôi nhà số 10 và số 12 thuộc tổ dân phố 17, phường Phú Lương, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội xảy ra cháy lớn. Sau khi nhận tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã điều khiển xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ tới hiện trường dập lửa, ngăn cháy làn. Theo cảnh sát, đến 15 giờ 40 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, không có khả năng cháy làn sang các nhà lân cận. Đến 16 giờ 30, đám cháy cơ bản được dập tắt. Cơ quan công an cho hay, vụ cháy không gây thiệt hại về người, nguyên nhân vụ cháy đang được tiếp tục làm rõ. Theo một số nhân chứng, thời điểm xảy ra vụ cháy, cột khói đen từ vụ cháy bốc cao hàng chục mét khiến nhiều người hoảng loạn, hô hoán hàng xóm. Theo đại diện đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an quận Hà Đông cho biết, bên trong ngôi nhà có chứa nhiều vật liệu dễ cháy như mút xốp, rổ nhựa. Hai ngôi nhà bị cháy không có người mắc kẹt. Thưa quý vị, ngày 3 tháng 3, đại diện đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6, phòng 8 Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, đơn vị này vừa ngăn chặn kịp thời một tài xế có nồng độ cồn kịch khùng lái xe máy vào cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết. Theo đó vào khoảng 1 giờ ngày 23 tháng 2, cảnh sát giao thông tuần tra trên cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết, khi đến đoạn qua địa phận huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, lực lượng chức năng phát hiện anh VTH, sinh năm 1996, quê Nghệ An, lái xe máy vào cao tốc nên dừng phương tiện. Qua kiểm tra, anh Hát không có giấy phép lái xe, điều khiển phương tiện trong hơi thở có nồng độ cồn mức 0,446mg trên lít khí thở. Nam tài xế cho biết làm nghề đầu bếp anh đang lái xe trên cao tốc từ Vĩnh Hảo về thành phố Phan Thiết thì bị cảnh sát giao thông chặn xe lập biên bản. Tổ công tác đã lập biên bản, tạm giữ phương tiện và đưa nam tài xế ra khỏi cao tốc để đảm bảo an toàn giao thông. Mới đây trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh một thanh niên điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, có hành vi bốc đầu xe trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng và tuyến đường 212, Tiên Lãng, Hải Phòng. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra mời đối tượng có hành vi sai phạm đến trụ sở làm việc. Sau khi có thông tin phản ánh trên mạng xã hội, Đại tá Bùi Trung Thành, Phó Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo Công an quận Dương Kinh, Công an quận Đồ Sơn, Công an huyện Tiên Lãng và Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố phối hợp giả soát, xác minh, xử lý nghiêm theo quy định. Qua giả soát, đến sáng 2 tháng 3, Công an quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng đã xác định và triệu tập Nguyễn Quốc Hát, sinh năm 2006, trú tại Dư Hành Kênh, quận Lê Trân, Hải Phòng, lên làm việc. Kết quả sơ bộ xác định, khoảng 16 giờ ngày 1 tháng 3, Nguyễn Quốc Hát mượn xe mô tô biển kiểm soát 15AL 023XX của bạn tại một quán trên địa bàn phường Vĩnh Niệm, quận Lê Trân, điều khiển đi theo hướng cầu rào Hai, Đồ Sơn. Khi đi qua vòng xuyến cầu rào Hai thuộc địa bàn quận Dương Kinh, Nguyễn Quốc Hát có hành vi bốc đầu xe khoảng 100 mét. Công an huyện Tiên Lãng Hải Phòng cũng xác định hồi 14 giờ 30 phút ngày 28 tháng 2 tại đường 212 thuộc xã Quang Phục, Tiên Lãng, Nguyễn Mạnh Đề, sinh năm 2007, trú tại khu 6, thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 15H1 466XX, chở theo Trịnh Gia Bề, sinh năm 2009, trú tại khu 6, xã Tiên Thắng, huyện Tiên Lãng, có hành vi điều khiển phương tiện bốc đầu xe. Công an quận Dương Kinh, công an huyện Tiên Lãng đang tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Thưa quý vị, trong tháng 3, Việt Nam sẽ tiếp tục đón nhiều đoàn khách quốc tế cao cấp bằng đường tàu biển. Những du khách này sẽ trải nghiệm văn hóa, du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nha Trang, Bà Rịa Vũng Tàu. Mới đây nhất, ngày 2 tháng 3, tàu biển Azamara Journey, thuộc hãng Azamara Cruise, mang theo trên 700 hành khách quốc tịch Âu, Mỹ, Úc đã cập cảng Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh. Dự kiến trong 4 ngày, từ ngày 2 đến ngày 5 tháng 3, đoàn du khách sẽ tham quan tại thành phố Hồ Chí Minh và sau đó tàu sẽ di chuyển đến cảng Tiên Sa Đà Nẵng để tham quan tại đây. Ngoài ra từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 3, Việt Nam tiếp tục đón tàu biển Resort World One đến Nha Trang Đà Nẵng, tàu biển Azamara Onward đến Hạ Long, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, tàu biển Silver Shadow đến thành phố Hồ Chí Minh, Huế. Đây là tháng cuối cùng đánh dấu mùa cao điểm tàu biển 2023-2024 đầy sôi động, kéo dài từ tháng 11 năm 2023 đến tháng 3 năm 2024. Cụ thể, nếu tàu biển cập cảng Bà Rịa Vũng Tàu, du khách sẽ được lựa chọn hành trình tham quan thành phố biển Vũng Tàu đến Mỹ Tho Tiền Giang, trải nghiệm miền Tây sông nước và khám phá thành phố Hồ Chí Minh sôi động. Tại thành phố Hồ Chí Minh, du khách sẽ tìm hiểu lịch sử, hình thành và phát triển của thành phố. Trải nghiệm cà phê và ngắm hoàng hôn trên sông Sài Gòn. Tại nhà tràng, du khách có thể tham quan các địa danh văn hóa lịch sử, trải nghiệm thiên nhiên và nghỉ dưỡng tại các bãi tắm đẹp nổi tiếng, đạp xe dạo quanh thành phố để tìm hiểu cuộc sống của người dân địa phương. Tại Huế, du khách sẽ chọn hành trình khám phá danh thắng nổi tiếng tại đất cố đô như Đại Nội và các lăng tẩm, chùa chiền, tìm hiểu về văn hóa nhà vườn Huế, thăm làng cổ thủy biểu và ẩm thực đất thần kinh. Đại diện các công ty lữ hành thành phố Hồ Chí Minh cho biết Hiện nay, mảng du lịch tàu biển quốc tế đang thể hiện sức hồi phục và tăng trưởng nhanh chóng trong mùa du lịch tàu biển 2023-2024. Đây là kết quả khả quan từ những nỗ lực trong điều chỉnh chính sách visa du lịch, cải thiện cơ sở hạ tầng, xây dựng các điểm lưu trú tham quan mới, vừa đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, vừa đảm bảo khai thác thế mạnh du lịch tại từng địa phương. Đồng thời, các đơn vị lữ hành không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, nghiệp vụ để giữ chân khách tàu biển quốc tế bằng những sản phẩm du lịch đặc trưng nhất, chuyên nghiệp nhất. Dự kiến mùa cao điểm tàu biển quốc tế 2024-2025 sẽ sôi động trở lại từ cuối năm 2024. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình đưa phát sóng hàng ngày của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kênh YouTube của báo điện tử VOV và đừng quên truy cập vào địa chỉ vov.vn để theo dõi những tin tức thời sự cập nhật mới nhất. Đến đây xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.